chấm điểm Chelsea 0 2 MU. Bruno Fernandes gây ấn tượng mạnh. Bản hợp đồng trị giá 55 triệu euro của Manchester United là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất ở trận đấu trên sân Stamford Bridge dạng sáng 18 tháng 2 giờ Hà Nội. Harry Maguire tỏa sáng với bàn thắng đầu tiên. Tại Premier League giúp Man Utd giành 3 điểm quan trọng trước đối thủ trực tiếp, trung vệ sinh năm 1993 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở hàng phòng ngự với 3 pha không, chiến thành công, hai lần tắc bóng chính xác. Aaron wan là chủ nhân của đường tạt bóng cho Anthony Maso đánh đầu mở tỷ số ở những phút cuối hiệp đấu đầu tiên. Lối chơi máu lửa của cầu thủ người Anh cũng nhiều lần giúp MU tránh khỏi bàn thua. Bruno Fernandes tiếp tục cho thấy sự hòa nhập nhanh với đội bóng mới. Trong vai trò của một tiền vệ kiến thiết, cầu thủ người Bồ Đào Nha tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa tuyến giữa và hàng công MU, đồng thời gây sức ép cho hàng thủ đối phương bằng những đường truyền. Cú dứt điểm có độ chuẩn xác cao. 4 lần tạo cơ hội, 54 lần chạm bóng, một kiến tạo, một lần dứt điểm trúng khung gỗ là những thống kê ấn tượng về. Màn trình diễn của Tân binh trị giá 55 triệu euro. Eric Bailly cũng là một trong những nhân tố gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng của MU trước Chelsea, cầu thủ người bờ biển ngà chơi đầy tự tin. Dù đây mới chỉ là lần đá chính đầu tiên ở mùa giải năm nay, Bailly đã thực hiện năm tình huống không chiến thành công. Nhiều nhất trong số cầu thủ ra sân tại Stamford Bridge Cựu cầu thủ Villarreal còn có tình huống lăn xả giúp MU tránh khỏi bàn thua 10 sau cú dứt điểm của cô Vechik ở phút 73. Lúc so, đang tìm lại bản thân khi, được huấn luyện về bố trí chơi ở hàng hậu vệ ba người, cầu thủ sinh năm 1995 cùng Brandon William tạo ra sự chắc chắn cho hành lang cánh trái của MU, khiến William gần như mất hút ở trận đấu vừa qua. Cựu sao South sao Thamton sở hữu tỷ lệ truyền chính xác 93%, cao nhất trong đội hình quỷ đỏ. Chơi không quá nổi bật, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc quyết định, Anthony Marshall đã giúp Man Utd giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua top 4, pha lập công bằng đầu của tiền đạo người Pháp, khiến người hâm mộ nhớ về mùa giải năm 2015 năm 16. Khi Marshall gánh cả hàng công đội bóng chủ sân Old Trafford. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.